Nội các Ukraine họp lần đầu tiên từ sau cuộc bầu cử tổng thống tên từ Kiev. Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, hôm nay đã bày tỏ sự tin tưởng vào tổng thống vừa đắc cử, ông Petro Poroshenko, mà nhiều người dân hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng biến động đã kéo dài 6 tháng. Ông Yatsenyuk cho biết một chiến dịch quân sự mạnh mẽ ở phía đông sẽ có thể dập tắt cuộc nổi dậy ly khai trong vài giờ. Các bộ trưởng cũng đã thảo luận về tình trạng bế tắc hiện nay giữa Nga và Ukraine trên vấn đề cung cấp khí đốt. Công ty quốc doanh khí đốt Naftogaz của Ukraine hôm nay cho biết không có tiến bộ thực sự trong cuộc đàm phán với Nga tại Bá Lình về khoản nợ khí đốt hay về mức giá. Tuyên bố này mâu thuẫn với tuyên bố của Ủy viên Năng lượng Liên Âu, người hôm qua đã nói rằng Ukraine và Nga đã đạt được tiến bộ về mức giá và đề nghị của ông là Ukraine sẽ trả 2 tỷ Mỹ Kim cho các khoản nợ của mình vào thứ Năm, có thể mở đường cho các cuộc đàm phán vào thứ Sáu. Tại cuộc họp của chính phủ hôm nay, ông Yatsenyuk đã nói nếu thỏa thuận giữa Naftogaz và Gazprom mà Ukraine đã đưa ra một tháng trước đây không được ký từ nay cho đến ngày 29, thì Ukraine sẽ gặp Nga tại tòa án. Ukraine muốn thay đổi các điều kiện của hợp đồng năm 2009, buộc Kiev phải mua một lượng khí đốt tối thiểu cho dù là có nhu cầu hay không, với mức giá 485 Mỹ Kim mỗi 1.000 mét khối, là mức giá cao nhất so với các khách hàng của Nga ở châu Âu. Mặt tư khoa đã giảm giá xuống còn 268.5 Mỹ Kim sau khi Tổng thống Yanukovych từ chối ký một hiệp định thương mại và liên kết với Liên minh châu Âu vào cuối năm ngoái. Nhưng Nga đã phục hồi mức giá cũ sau khi ông này bị lật đổ vào tháng 2. Chính phủ Kiev này đòi mặt tư khoa phải giữ mức giá 268.5 Mỹ Kim cho mỗi 1.000 mét khối.